Rồi tiếp tục hái rau nha mọi người. Giờ mình đi hái rau đọc bí hồi nãy mà đang quay hái rau mọi người. Tụi nhớ máy không còn đủ nữa. Mình mới vừa xóa xong những cái tiệm mà mình đã đưa rồi đó. Xóa hết. Bây giờ mới có đủ bộ nhớ quay nha mọi người, thông cảm nha. Chắc nước ngày không lớn sao tới giờ này mọi người. Không lớn. Rồi nó có quá trình dân lưới chắc quỷ nha mọi người. Chứ mới thả xuống mà dính mọi người thấy ham không? Bây giờ triển khai đi hái dền cơm đọc bí. Nãy giờ nói chung bộ máy nhớ không đủ, mình hái một bó bên kia rồi mọi người. Qua đây mình hái tiếp. Rồi, mời mọi người hãy giao tiếp với mình nha. À, mấy cây dừa cơm thấy ngon mọi người. Nó không phải sâu gầy nha mọi người, nắng quá nó ngon lắm. Nhưng cái lá nó hơi lai lai, cái dạng dùm bông đó mọi người. Đây là đầu thiên nhiên nha. Xe mình để bên kia mọi người. Rồi tiếp tục mình hái độc bí. Đây có mấy dây nó mình hái bên kia một bó rồi. Gì để mình hái để ra tưởng đó mọi người. À, mọi người nhìn nè, bữa mình mới hái rồi mà nó phải ra tưởng vậy nè. Hái nó mới ra được nữa. Đây là nó có một dây hai dây à, mình không thiến nó là nó nè mọi người ha, được non chuẩn bị ra. Hái mọi người thấy nó ra tượng thấy ham không? À, mình không hái nó thì nó mới ra tượng. Nhiều khi mọi người nói là sao hái sạch sẽ thì phải hái nó mới ra tượng được. Hái càng nhiều nó càng ra nhiều, cái lỗi này nó vậy mọi người. Được, chuẩn bị đâm nè mọi người thấy không, mình hái mình cũng biết dưỡng này. Có nhiều người nói sao mình hái sao hái hết dưỡng dữ lắm, mình mà khu vực này mình quản lý mà mình ăn đó mà. Chỉ có một cọng ở đây, nó có một cọng dây cái thôi. Bây giờ mình hái bắt đầu nó kéo dài ra nè mọi người thấy không, kéo dài nó sẽ đâm tượng tượng nhóc hết rồi đó, thấy không. Mình phải kiếm những cái tượng hiếm đó nó mới ra nữa, có mình ăn chứ. Ở đây nó chỉ có mấy tượt vậy thôi mọi người. Giờ mình đi hái dừa cơm mọi người, hái dừa cơm nữa xong rồi mình cuốn lưới. À,
bữa nào nước lớn đó, mình xuống mình thả, mình quay cho mọi người xem từ đầu đến cuối ha. Này nước nó không lên nè, mọi người thấy không? Này cá dữ trời, cá lắm. Gao vậy chứ không có già nghe mọi người. Quay cận cảnh cho mọi người coi luôn nè, coi cái thân nữa nè, mềm lắm. Mình theo nó ngọt, nó ngọt mấy cái cọng này nè, về mình tước mấy cọng mình luộc ăn ngon lắm mọi người, ngọt lắm. Rồi đây về ăn cơm đó mọi người, hái cho nó ra tược nữa, nó cũng như đọt bầu đọt bí vậy. Mọi người ha, ngon mất, ngon như mất luôn á. Trời ơi, nói với khu vực mình quản lý này là mình muốn ăn rau chịu khó mình chạy xuống đây cái là về là rau ăn mấy ngày mọi người, nhưng mà mình hái nhiều quá, ăn bỏ tủ lạnh á, nó ngon.